Nem là một trong những món ăn cổ truyền của dân tộc và cũng là món ăn rất phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày. Ở mỗi vùng miền, mỗi gia đình sẽ có những cách làm nem khác nhau. Tuy nhiên, hương vị chung của món ăn này vẫn là giòn, bùi và đặc biệt khi chấm với thứ nước chấm đủ các vị chua, cay, mặn, ngọt thì món ăn này trở nên hấp dẫn hơn và không bị ngán. Ngoài món nem truyền thống với thịt lợn cùng một số loại rau củ, thì nem cuốn vịt là món ăn lạ miệng và rất có lợi cho sức khỏe. Với nguyên liệu chủ yếu là nấm, thịt vịt và rau húng chó, món nem vịt không quá khó để thực hiện. Tuy nhiên, để ngon miệng cũng cần có những bí quyết riêng. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một món ăn, đó là món nem vịt. Thực sự thường thường thì trên mọi diễn đàn thì Lào thì nhìn thấy rất là nhiều các loại nem mà mang hương sắc của Hà Nội này, rồi rất nhiều các loại nem khác từ các nơi khác chuyển về. Nhưng hôm nay thì mình sẽ làm ra một loại nem ở tại nhà Hao Ta trong một bộ combo gồm là trong vịt trời. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ làm là nem vịt. Thì nem vịt này thì sẽ gồm có những nguyên liệu chính như sau: vịt và nấm. Và một cái loại rau không thể thiếu trong nem vịt đó là rau húng. Thì mình sẽ nói sơ qua về cách chế biến về cái vịt và cũng như chế biến về nấm trước khi mình đến giai đoạn cuốn. Thì là vịt ở đây thì như bình thường thì là theo một cái cách nấu cổ truyền là thường thường chúng ta sẽ hấp, luộc hay là chiên rán, thường thường là với nhiệt rất là cao. Nhưng mà vịt ở nhà Hao Ta chúng tôi thì lại cho vịt vào trong một bể dầu và om nó cho đến khi nó chín mềm, thì chúng tôi sẽ tách bỏ phần thịt khỏi xương. Sau đó thì sẽ cuốn vào với nem. Thì còn phần lấm thì mình sẽ thái chỉ nhỏ để mình xào, sau đó vắt kiệt nước. Sau đó thì mình sẽ cho phần thịt vịt kia vào. Sau đó thì trộn đều lên và thái thêm một chút rau húng chó để cho cái hương vị của cái nem nó luôn luôn có cái mùi của rau húng. Lấm thì là một món ăn gần như là rất là thường ngày của mọi người, nên là chúng tôi dùng bốn loại lấm như lấm đùi gà, lấm hải sản, lấm sò và lấm kim châm. Bốn loại lấm này gần như là nó rất là thông dụng, nhưng khi mà nó kết hợp lên cùng với cả cái vịt mà chúng tôi được nói cách là luộc trong dầu đó, thì là hay là món lấm tiếng Tây một tí nữa gọi là công phi, thì nó sẽ cho ra một cái món ăn. Cái đầu tiên là khi mà vịt ý, mà chúng ta mà luộc hay là gì đó thì nó sẽ bị khô, nhưng mà khi mà công phi cũng như là luộc trong dầu một thời gian dài thì nó sẽ không bị khô và nó cảm giác lúc nào rất là mướt mắt khi mà chúng ta ăn. Cái vị của vịt cũng như là cái vị của lấm mà nó xen kẽ vào với cả cái lá húng chó, nó sẽ cảm giác rất là thơm và ngon.
về cái kỹ thuật, kỹ năng cũng như là về các cái cuốn gói lem này thì hình như gần như là ai cũng đã từng cuốn rồi, nhưng mà với một lớp trẻ thì chắc chắn các bạn chưa vẫn hiểu, chưa sâu về cái món này lắm. Có thể lem đó là gần như một cái linh hồn của người Việt Nam nói chung đó. Nhưng mà có một số những bạn có thể là do là vì nhiều công việc của anh ấy, nhiều khi có thể có bắt lỡ luôn mà cũng không khi nào vào bếp chẳng hạn, nên không biết được. Thế là nên là mình trước khi mình muốn làm nó thì đầu tiên mình chuẩn bị tất cả các loại nhân. Đây là lem vịt thì là nhân nó đã là quện rồi, còn các loại lem khác thì chúng ta có thể là kết hợp cùng lòng trắng, lòng đỏ trứng này, hay là một chút giò sống này để làm quện cái phần nhân. Nhưng mà ở lem vịt thì chúng ta đã có cái phần nấm sau khi xào vắt kiệt thì nó đã có độ kết dính tương đối tốt. Thì để mà mình cuốn lem, bánh đa lem thì ở Việt Nam hay là nội nói riêng đấy thì cái thời tiết bốn mùa rất hay thay đổi, và để mà cho cái bánh đa lem nó vào những cái mùa mà nó bị hanh khô thì chúng tôi lại cho thêm một chút lòng trắng trứng lên trên bề mặt để cho làm sao đầu tiên là làm cho mềm cái bề mặt của cái lem, bánh đa lem. Sau đó thì chúng ta bắt đầu đưa nhân vào, đưa nhân mà cuốn, và cái điểm kết của chúng ta thì chúng ta thêm một chút lòng trắng trứng nữa để cho nó kết dính tốt hơn. Nhưng mà thay đừng vì mà chúng ta dùng lòng trắng trứng thì chúng ta không được dùng một cách nhiều quá. Cái đầu tiên là nó sẽ khi mà vào lem nó sẽ bị phồng và nó làm cho cái lem chúng ta nó sự cong và không đẹp. Chúng ta nên dùng vừa đủ thì nó sẽ ra một chiếc lem đầu tiên nó sẽ cảm quan nó sẽ đẹp hơn trước khi mình đưa vào dầu. Và dầu thì chúng ta nên chiên ở nhiệt vừa phải. Đầu tiên thì dầu sẽ phải căng để cho cái phần lem của chúng ta nó định vị được trước. Sau đó chúng ta sẽ giảm lửa om nó. Thay vì thì các mọi món nem khác ấy, thì là các nhân ở bên trong nó là gần như là thịt là vai hay là kia giò sống ấy, là những cái món nem mà là sống. Còn nem vịt thì là nem vịt đó đã được gần như là được làm chín phần nhân rồi. Cái chính của chúng ta chỉ làm sao mà lên nhiệt, giữ nhiệt để cho món nem của chúng ta nó vàng đều thôi. Để thì là chúng ta được một món ăn rồi, nhưng cũng không quá căng dầu. Để không thể nói để nói đến món nem vịt này thì cũng không thể nói đến một bát nước chấm, mà bát nước chấm là nguyên liệu chính của nó vẫn như mọi bát nước chấm thôi, thì nó vẫn chỉ là tỷ lệ giữa đường, nước mắm và giấm và nước. Thì để làm cho cái món nem vịt này nó ngon hơn thì chúng tôi nên cho thêm một chút, nghĩa là cho thêm một chút giấm nó đẩy lên. Thay vì những cái món nem khác thì là lượng giấm nó sẽ ít đi, còn đối với món nem vịt thì món này thì tôi sẽ cho giấm tăng lên một chút. Cái tăng lên ở đây để chúng tôi làm cho vị chua nó cao lên một chút nữa để cho cái món ăn của chúng ta nó không bị ngấy. Bình thường như ở nhà thì chúng ta hay dùng các cái công thức hay là pha theo kiểu ước lượng bằng môi thìa thôi, thì ở nhà hàng chúng tôi cũng vậy, nhưng chúng tôi sẽ không ước lượng bằng môi thìa được, bởi chúng tôi phải là dùng cân. Ví dụ như là chúng tôi đang dùng tỷ lệ là 6-2-3-3 cho cái một món nước chấm thôi, thì là cái món nước chấm này là nó sẽ theo tỷ lệ như là 60 nước. Đấy là những cái công thức để chúng tôi làm ra được những cái món nước chấm như này. Nhưng thay vì như thế thì món nem vịt thì chúng tôi lại tăng một chút giấm hơn so với cả cái công thức bình thường. Không chỉ là món ăn ngon, nem cuốn vịt
còn là món ăn có giá trị dinh dưỡng cao và có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trước hết, với nguyên liệu chính là thịt vịt. Đây là loại thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, giàu protein và khoáng chất, cung cấp những dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Với vị ngọt thanh, thịt vịt rất thích hợp để ăn trong mùa hè. Và món ăn này rất dễ ăn, không gây cảm giác ngán, ngấy. Ngoài thịt vịt, thì nấm cũng là loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Nấm có đầy đủ các axit amin thiết yếu như isoleucine, tryptophan. Đặc biệt, nấm giàu lysine và leucine, ít tryptophan và methionine. Tùy theo cơ chất trồng nấm mà hàm lượng đạm trong dinh dưỡng của nấm có nhiều thay đổi. Nhưng nhìn chung, lượng đạm, thành phần dinh dưỡng trong nấm chỉ đứng sau thịt và sữa, cao hơn các loại rau cải, ngũ cốc như khoai tây, bắp cải, lúa mạch và lúa mì. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe, các bà nội trợ cần lựa chọn nấm tươi, mua ở những cơ sở có uy tín và đặc biệt không sử dụng các loại nấm có màu sắc lạ để làm nem. Nhân này nó chín hết rồi mà. Mình phải lấy những này.